Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chí bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kinh giải diễn Nghiệp chủ giảng lão pháp sư tịnh không thời gian ngày 18 tháng 7 năm 2010 Địa điểm Hiệp hội Phật Đà Giáo dục Hồng Kông Tập 83 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải Trang 92 Dòng thứ ba Hữu Như Thị Giả Chỉ Sở Văn Chi Pháp Thể Tức Thật Tướng Chi Lý Thể Thật Tướng Diệu Lý Cổ Kim Bất Biến Cổ Viết Như Như Lý Nhi Thuyết Cổ Viết Thị Chúng ta xem đoạn này trước Vừa mới mở kênh ra thì câu đầu tiên là như thị ngã văn hai chữ như thị là tính thành tựu trong phần trước chúng ta đã đọc về tính thành tựu những ý nghĩa được bao hàm trong hai chữ như thị nói về pháp thể của cái được nghe cũng có nghĩa là nói những đạo lý do đức phật đã nói trong khi giảng kinh Và giáo học đã căn cứ vào đâu Nhất định phải biết điều này Ngài căn cứ trên những gì Ngài nói những điều gì đều được hoàn toàn bao quát Trong hai chữ này Pháp thể Là bản thể của Pháp Do Đức Phật nói Và Pháp chúng ta được nghe Lý thể là gì? Là lý thể của thật tướng Nói theo cách bây giờ Thật tướng là chân tướng Nói cách khác Những điều Đức Phật đã giảng Những điều chúng ta nghe từ nơi Đức Phật Đều giảng về chân tướng của vũ trụ Và nhân sinh Chư vị hãy suy nghĩ Vấn đề này rất trọng yếu các triết gia và khoa học gia xưa nay Trong ngoài nước đều nghiên cứu vấn đề này Chân tướng của vũ trụ rốt cuộc là gì? Vì sao có vũ trụ? Vì sao có dạng vật? Nếu nói sắc sao hơn một chút Ta do đâu mà có? Vì sao có ta? Những chân tướng thật sự ấy do Đức Phật nói ra chúng ta cũng do học từ đức phật mà biết lúc tôi mới học phật chẳng biết phật pháp rốt ráo là gì nghe người trong xã hội nói sao thì cũng hùa theo thế ấy người ta nói như thế nào người ta bảo phật giáo là tôn giáo là mê tín chúng tôi cũng thật sự tin tưởng phật giáo là tôn giáo mê tín vì thế trong một thời gian rất dài chúng tôi chẳng có ý muốn tiếp xúc phật giáo Du sơn ngoạn thủy chẳng thể nào không thấy chùa miếu Vào trong ấy ngắm nghĩa Cũng chẳng có ai giới thiệu Phật giáo với chúng tôi Thấy trong chùa thờ rất nhiều tượng thần Vì thế đã tạo cho chúng tôi một quan niệm sai lạc Phật giáo là tôn giáo Là đa thần giáo Là phím thần giáo trong tôn giáo học Đa thần giáo và tím thần giáo là tôn giáo cấp thấp Tôn giáo cao cấp Chỉ có một vị chân thần Điều ấy tạo thành sai lầm nghiêm trọng Đối với những kẻ bình phàm Chẳng thông hiểu Phật Pháp Nếu cả đời này Tôi chẳng gặp giáo sư phương Đông Mỹ Sẽ chẳng thể tiến nhập Phật môn Tôi theo học triết học với thầy Phương Thầy chỉ bảo tôi Giảng cho tôi nghe một bộ triết học khái yếu Phần cuối cùng là triết học trong Kinh Phật Thầy bảo tôi Thích Ca Mâu Ni Phật là một triết gia vĩ đại nhất thế giới Kinh Phật là đỉnh cao nhất Trong triết học toàn thế giới Học Phật là hưởng thụ cao nhất trong cuộc đời Chúng tôi học Phật 59 năm Phát hiện triết học trong kinh phật không chỉ là triết học mà còn là khoa học và cũng là đỉnh cao nhất trong khoa học toàn thế giới học phật không chỉ là hưởng thụ tối cao mà còn là phước báo tối cao trong cuộc đời người có phước báo mới có thể tiếp xúc phật pháp chẳng được tiếp xúc là thiếu phước Phật giáo chẳng phải là tôn giáo Tôi mới hiểu rõ ràng minh bạch Tiếp Phật nhận sự giáo dục của Phật Đà Là phước báo lớn bậc nhất trong đời người Đức Phật giảng về chân tướng của vũ trụ Và nhân sinh Thật tướng của các Pháp Thật tướng diệu lý Cổ kim bất biến Cổ viết như Đây là một hạng mục nghiên cứu chủ yếu trong triết học và khoa học mãi cho đến hiện tại có thể nói là khoa học hiện đại và kinh phật đã trở nên rất gần gũi khoa học lượng tử nghiên cứu về thế giới di mô khoa học phát triển theo hai phương hướng một là thế giới vĩ mô tức vũ trụ những điều được giảng trong phẩm thế giới qua tạng và thế giới thành tựu của kinh hoa nghiêm chính là thế giới vĩ mô hai là thế giới di mô chính là ba tế tướng của a lại gia như đức phật đã giảng Nói đến khởi nguyên của vũ trụ Trong hiện thời lượng tử lực học rất tuyệt vời Cũng nói đến a lại gia Khiến cho chúng tôi thật sự bội phục năm dốc sát đất Nói tới chân tướng vũ trụ Thì khởi nguyên của vật chất cũng là khởi nguyên của vũ trụ Vũ trụ do vật chất hợp thành Vật chất do đâu mà có các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta Vật chất là từ không sanh ra có Trong không vì sao có thể sanh ra có Họ không thể nói được Chỉ phát hiện những thứ từ trong không sanh ra có Lại còn xuất hiện với tốc độ vô cùng nhanh Trong thời gian tột bậc ngắn ngủi tạm bợ Gần như vừa phát hiện ra bàn lập tư tiêu diệt hiện tượng thứ hai lại xuất hiện do vậy rốt cuộc vật chất là gì vật chất là một thứ hiện tượng tích lũy liên tục của ý niệm nói nghiêm ngặt vật chất chẳng tồn tại trong giáo pháp đại thừa đức phật thường bảo phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng tướng ấy là hiện tượng vật chất mà cũng bao gồm cả hiện tượng tinh thần đều là hư vọng kim kim càng dạy hết thể các pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng có hay không chẳng thể nói chúng không có mà cũng chẳng thể nói là chúng thật sự có vì sao hiện tượng ấy ở ngay trước mặt đương thể tức không liệu bất khả đắc trần tượng đây hiện tượng này rất khó hiểu chẳng ngờ hiện thời lượng tử học đã phát hiện các nhà lượng tử lực học bảo chúng ta trong vũ trụ chỉ có ba thứ trừ ba thứ ấy ra quả thật thứ gì cũng đều không có ba thứ do họ phát hiện chính là ba tế tướng của a lại gia họ nói trong vũ trụ có năng lượng vật chất và thông tin thông tin là hiện tượng tinh thần đây là một môn khoa học mới nổi lên tôi tin tưởng ba năm nữa tối đa là năm năm mọi người trên cả thế giới sẽ thừa nhận khẳng định học thuyết này, đây là một phát hiện chưa lâu. họ nói tới năng lượng, trên thực tế năng lượng là nghiệp tướng của a la gia trong Phật pháp. nghiệp tướng là hiện tượng dao động hết sức di tế chúng ta không có cách nào cảm nhận hiện tượng dao động ấy vì nó vô cùng dị tị theo kinh phật ai mới có thể phát hiện có thể thấy hiện tượng ấy kinh dạy chúng ta bát địa bồ tát quý vị nghĩ xem công phu định lực ấy sâu lắm nếu chúng ta suy tính Dựa theo Kinh Hoa Nghiêm để nói Luận theo thứ tự công phu định lực Thì trong các địa vị thuộc hàng thập tính Bồ Tát Địa vị sư tính mới tu thành tiểu định Những đẳng cấp trong Phật Pháp là nói theo Trình độ công phu định lực sâu hay cạn Chứ không phải nói về điều gì khác Quý vị không có định sẽ chẳng được Nếu muốn đắc định Quý vị nhất định phải trì giới Do giới đắc định Do định khai huệ Khai quệ là gì? Trong định quý vị sẽ thấy Địa vị thập tính là 10 đẳng cấp đầu tiên Công phu định lực từ cấp bậc thứ nhất Thứ nhì cho đến thứ 10 Trong kinh Đức Phật thường nói tới Tứ thiền bát định đó là tám cấp bậc tám cấp bậc ấy là thiền định thế gian chưa thoát khỏi lục đạo Nên gọi là thiền định thế gian Đến môn định thứ 9 Mới gọi là xuất thế gian Địa vị thứ 9, thứ 10 Trong thập tính là xuất thế gian Đó là các địa vị thuộc tập tính Như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói Nhưng địa vị thứ 10 Vẫn chưa ra khỏi 10 Pháp giới Đến tầng bậc 11 mới vượt thoát 10 Pháp giới Sau khi vượt thoát 10 Pháp giới Còn có 41 đẳng cấp Quý vị thấy các đẳng cấp ấy là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa Bác địa trong thập địa Tức bác địa Bồ Tát mới thấy được A la Gia Quý vị nghĩ xem công phu định lực ấy sâu lắm A-la-hán và hàng Bồ-Tát thông thường vẫn chưa thấy được. Từ bát địa trở lên mới thấy Nói cách khác Có thể thấy được nguyên khởi Và đầu mối của vũ trụ Là bát địa, cửu địa, thập địa Hợp nhất địa Và diệu giác Năm địa vị tối cao Công phu định lực ấy từ sơ cấp Mãi cho đến địa vị tối cao Thành Phật là 52 đẳng cấp Năm đẳng cấp cao nhất Mới có thể thấy A-la-gia Những cấp thấp hơn đều chẳng thấy Công phu định lực di tế rất sâu như vậy Cho nên họ có thể cảm nhận những dao động cực kỳ di tế Vì thế Diệu lý thật tướng do Đức Phật đã giảng Là do chính Ngài Đích Thân Thí Các nhà khoa học dùng toán học Toán học là mẹ của khoa học Họ tìm được căn cứ lý luận từ toán học Sau đây là dùng phương pháp khoa học để chứng minh có thể phát hiện a lại gia chẳng đơn giản trong kinh đại thừa đức phật đã từng giảng chuyện này thức thứ sáu tức ý thức này chúng ta gọi nó là tư tưởng thức thứ sáu tức ý thức là phân biệt năng lực của tư tưởng quá lớn Đối với bên ngoài nó có thể tưởng toàn thể vũ trụ Tức là thế giới dĩ mô Đối với bên trong Nó có thể duyên tới A lại gia Đây là nói về thế giới dĩ mô Dùng thức thứ sáu tức ý thức Nó có tác dụng lớn như thế Sử dụng thức thứ sáu Có thể duyên tới A lại gia Quý vị hãy nghĩ xem Cho đến hiện thời khoa học mới phát hiện A lại gia nhưng trong kinh Phật đã nói tới chuyện ấy Giống như đã tiên đoán vậy Trước khi khoa học phát triển Hoàn toàn cậy vào công phu định lực Công phu định lực chưa đạt tới trình độ bát địa Quý vị sẽ chẳng thấy Trong ba tế tướng Nghiệp tướng là năng lượng Cảnh giới tướng là vật chất Chuyển tướng là thông tin Kinh Hoa Nghiêm bảo chúng ta Toàn thể vũ trụ là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Năng hiện Năng sanh Là tự tánh Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Như trong sách Hoàng Nguyên Quán đã nói Chính là lý thể của thật tướng đang được nói tới ở đây Nó là tự tánh thanh tịnh viên minh thể Thể ấy chẳng phải là vật chất Mà cũng chẳng phải là tinh thần Nhưng nó có thể sanh ra vật chất và tinh thần Nó có thể sanh, có thể hiện sau khi những hiện tượng ấy được hiện ra Chúng bèn thiên biến dạng quá Biến thành y báo và chánh báo Trang nghiêm trong mười pháp giới Biến như thế nào? Ý niệm biến Thức biến Thức là A Lại Gia Mạc Na và ý thức Nó biến quá Nó có thể biến Nhưng nếu không có năng hiện năng sanh Nó sẽ chẳng thể biến Vì vậy nhất định phải có sở hiện sở sanh thì nó mới có thể biến sự biến quá ấy là thiên biến dạng quá điều này được sách hoàng nguyên quang diễn tả là xuất sanh vô tận năng lượng chính là loại thứ nhất trong ba thứ châu biến được nhắc tới trong hoàng nguyên quang châu biện pháp giới năng lượng của ý niệm năng lượng của hiện tượng vật chất đều trọn khắp pháp giới vật chất chẳng chết cứng Bất luận vật chất nào cũng do các hạt cơ bản hợp thành. Nói tế bào hãy còn quá lớn, phân tử của tế bào cũng hãy còn quá lớn. Phân tử do các hạt cơ bản hợp thành. Hiện thời các nhà vật lý học lượng tử nói vật chất cơ bản vẫn còn có thể chia nhỏ, lại tách ra thành lượng tử. Lượng tử gọi là tiểu quan tử. Chẳng còn gì nhỏ hơn thứ này. Nhưng trong đó có hiện tượng vật chất mà quý vị có thể thấy được Nó cũng có hiện tượng tinh thần Hiện tượng tinh thần là nói về thọ, tưởng, hành, thức Nó có cảm thụ Chúng ta đối xử với nó bằng thiện ý Chúng sẽ phản ứng tốt đẹp Đối đãi bằng ác niệm Nó sẽ phản ứng chẳng tốt đẹp Tình hình này giống như tiến sĩ Giang Bộn Thắng Đã làm thí nghiệm đối với nước Vì vậy chúng ta mới biết những điều kinh phật đã nói trước kia chúng ta chẳng có cách nào tưởng tượng được cũng rất khó tin tưởng quý vị nói núi sông đại địa hiểu được ý nghĩa của con người ư ừ, hiểu chứ hoa cỏ cây cối hiểu được ý nghĩa của con người thì chúng ta còn có thể tưởng tượng được vì sao chúng đã sinh vật chứ núi sông đại địa là khoáng vật mà cũng hiểu được ý nghĩa của con người ư ừ, thật sự hiểu nước là khoáng vật Ông Giang Bộn Thắng làm thí nghiệm 12 năm Đã nhiều lần báo cáo tại Liên Hiệp Quốc Đúng vậy, chẳng giả chút nào Tôi sang Nhật Bản đặc biệt đến thăm phòng thí nghiệm của ông ta Tôi đến đây đôi ba lần Chẳng giả tí nào Chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ vật chất chẳng phải là sinh vật này chúng ta gọi chúng là vô sanh nghĩa là chẳng phải là sinh vật chúng có thể thấy nghe hiểu ý nghĩ của con người chuyện này nói rõ điều gì phật pháp nói toàn thể vũ trụ là một thể hữu cơ sống động chẳng phải là chết cứng do vậy con người sống trên địa cầu Địa cầu là một vật thể sống Quý vị chớ nên có lỗi đối với nó Này chúng ta ở trên địa cầu Mặc sức phá hoại hoàn cảnh tự nhiên Địa cầu tức giận nổi nóng Này chúng ta nói là thiên tai xảy ra Thật ra chẳng phải là thiên tai Mà là địa cầu nổi giận Chúng ta có lỗi với nó Mặc sức phá hoại nó cho nên nó báo thù Động đất lũ lụt Núi lửa bùng nổ Sóng thần Nhiệt độ địa cầu tăng lên Địa cầu đang nổi giận đấy Chúng ta hiểu đạo lý này Tức là hiểu rõ diệu lý thật tướng Có thể hóa giải những tai nạn ấy hay không? Có thể Những nhà tôn giáo thông thường dùng phương pháp gì? Họ dùng cách cầu đảo. Những pháp hội kinh sám Phật sự trong Phật môn chúng ta. Kể cả tam thời hệ niệm như chúng tôi đề xướng đều thuộc loại cầu đảo. Cầu đảo bằng cách nào? Thiện niệm của tập thể. Rất nhiều người nhóm lại những ý niệm do chúng ta phát khởi đều là thuần thiện. Thiện niệm có thể giảm nhẹ tai nạn. Có thể khiến cho tai nạn chậm xảy ra chứ không thể tiêu diệt bởi lẽ đó là trị đàn ngọn chẳng trị tận gốc cách vài ngày quý vị chẳng cầu đảo tai nạn lại hiện tiền trị tận gốc bằng phương pháp nào giáo dục trị tận gốc trong giáo dục kinh điển là sách giáo khoa kinh phật là sách giáo khoa của thích ca mâu ni phật dạy bảo chúng ta chúng ta hiểu rõ khởi tâm động niệm nhất định phải tương ứng với tánh đức Nói theo cách bây giờ tánh đức tương ứng với pháp tắc của thiên nhiên Tùy thuận thiên nhiên Thì mưa hòa gió thuận Tai nạn gì cũng đều không có Nếu chẳng tùy thuận thiên nhiên Phiền phức sẽ xảy ra Tai nạn gì cũng đều xảy ra Quy tắc của thiên nhiên đúng mực là gì? Trước khi Phật giáo truyền sang Trung Quốc Tổ tiên cũng phát hiện Vì thế tôi nói Tổ tiên là Phật Bồ Tát quá thân Đúng vậy chẳng giả Họ nói giống như Phật Tổ tiên dạy chúng ta Ngủ luôn, ngủ thường, tứ duy, bác đức đức phật cũng giảng những điều ý ngũ luân nói về quan hệ ta và hết thảy mọi người có quan hệ gì ta và hết thảy động vật có quan hệ gì với hết thảy thực vật có quan hệ gì với núi sông đại địa có quan hệ gì với toàn thể vũ trụ có quan hệ gì đấy là luân lý nói về các mối quan hệ giảng quan hệ thấu triệt và viên mãn nhất là nền giáo dục của đức phật quan hệ gì vậy nhất thể phát hiện toàn thể vũ trụ là một sanh mạng có chung một thể hết thể chúng sanh và ta là nhất thể nếu quý vị hiểu rõ ràng mối quan hệ ấy chấp nhận nó quý vị sẽ yêu thương con người chẳng hại người hại người là hại chính mình người trong thế gian dẫu đáng ghét đến mấy đi nữa vẫn là chính mình chẳng phải là người ngoài quý vị có thể chỉ trích kẻ ấy hay chăng quý vị có thể gây tổn hại cho người ấy hay chăng chẳng thể mà phải là như thế nào phải dạy dỗ kẻ ấy giúp cho kẻ ấy quay đầu tổ tiên nói con người tánh vốn lành nhân chi sơ tánh bổn thiện không chỉ con người tánh vốn lành mà như kinh phật có nói hết thảy chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của như lai hết thảy chúng sanh bao gồm cây cối hoa cỏ bao gồm núi sông đại địa bao gồm các hiện tượng thiên nhiên trong bất luận hiện tượng nào cũng đều có trí huệ đức năng tướng hảo nhất thể mà quan niệm giáo học của đức phật và quan niệm giáo học của cổ thánh tiên hiền trung quốc hoàn toàn tương đồng đúng như ngàn ngữ đã nói anh hùng sở kiến đại lược tương đồng Thích Ca Mâu Ni Phật chưa hề gặp gỡ các vị tổ tiên của Trung Quốc như Nghêu, Tuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Châu Công. Vì sao có cách nghĩ giống nhau? Phương pháp giáo học giống nhau. Vì sao vậy? Phật Pháp nói minh tâm kiến tánh. Chỉ cần quý vị kiến tánh sẽ hoàn toàn tương đồng. Tìm được diệu lý thật tướng Xưa nay chẳng thay đổi Dính hằng Này nói đến chân lý Thì quý vị đã tìm được chân lý Chứng thực chân lý Cho nên khởi tâm động niệm thuần tịnh Thuần thiện Đấy là Phật Bồ Tát Cổ nhân Trung Quốc nói tới ngũ luân chỉ bàn về con người Nói đến mức cao nhất là phàm thị nhân giai tu ái Chẳng bao gồm những loại khác Phật Pháp truyền tới Trung Quốc Chúng ta vừa nhìn bèn thấy Phật Pháp giảng tỉ mỉ hơn Phật Pháp nói Không chỉ là người khác và ta là nhất thể Mà hết thảy động vật và ta là nhất thể Hết thảy thực vật và ta là nhất thể Núi sông đại địa và ta là nhất thể Mở rộng quan hệ luân lý ấy Ông Thang Ân Tỷ đã nói Ông ta hết sức bội phục người Trung Quốc Có tâm lượng lớn Do lượng lớn nên phước lớn Có thể tiếp nhận văn hóa của dị tộc Phật giáo là văn hóa dị tộc Từ Ấn Độ truyền đến là ngoại lai Chẳng phải là thứ có sẵn tại Trung Quốc Mà vẫn có thể tiếp nhận Nhưng Phật Pháp đã thật sự Làm phong phú văn hóa bản địa của Trung Quốc Văn hóa bản địa Trung Quốc Chỉ nói ngũ luân Chỉ luận định trong phạm vi ấy Phật Pháp truyền định Chúng ta vừa nhìn vào đã thấy mối quan hệ ấy Được mở rộng bao quát cả vũ trụ Hiện tượng tự nhiên cũng được bao gồm Phật Pháp đã nâng cao những thứ vốn có của Trung Quốc Có đạo lý ấy Vì thế trong hai ngàn năm qua tại Trung Quốc Phật Pháp và văn hóa Trung Quốc đã hoàn toàn dung hợp thành một thể chẳng tách rời Nếu tách rời Phật Pháp ra, văn hóa Trung Quốc sẽ biến thành hết sức hữu hạt Thuở sanh thời, cụ Triệu Phát Sơ thường nói một câu nếu chúng ta chẳng cần đến văn hóa phật giáo thì người trung quốc ngay cả nói năng cũng chẳng nói được nghĩa là gì trong cuộc sống hàng ngày trong ngôn ngữ có rất nhiều thành ngữ phát xuất từ kinh phật đã biến thành thói quen mở miệng hay ngậm miệng luôn dùng những thuật ngữ trong kinh phật câu nói ấy rất có lý đây là một môn đại học vấn tiên ừ. sinh phương đông mỹ giới thiệu đây là đỉnh cao nhất trong triết học của toàn bộ thế giới triết học hôm nay chúng ta nhìn lại thì cũng là đỉnh cao nhất trong khoa học toàn thế giới hiện thời khoa học và triết học còn có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết nhưng lời giải đáp cho những vấn đề ấy hoàn toàn ở trong kinh phật Kinh Phật có thể giải thích những vấn đề vũ trụ Mà chẳng thể giải quyết những tệ trạng nảy sanh Trên địa cầu nhỏ nhoi này ư Đâu có lẽ ý Còn như những hiện trạng rối ren trong xã hội Đúng là dễ dàng Đáng gọi là lông gà, giỏ tỏi Đáng kể chi đâu Quý vị thật sự hiểu sẽ biết cách giải quyết như thế nào Lại còn giải quyết trong một thời gian rất ngắn dễ dàng Ngày nay nếu mọi người đều nghiên cứu Phật Pháp Đại Thừa Sẽ như tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói Dùng học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc Và Đại Thừa Phật Pháp Để giải quyết những vấn đề trong xã hội Phải tốn thời gian bao lâu Để thế giới này khôi phục an định hòa bình Theo cách nghĩ và cách nhìn của tôi tối đa là một năm Người trên thế giới sẽ hưởng phước cách làm ra sao thật sự có năm sáu chục giáo viên đã nghiên cứu đại thừa phật pháp và học thuyết khổng mạnh không chỉ là đã nghiên cứu mà còn thật sự làm theo áp dụng những điều đã học vào cuộc sống vào công việc áp dụng vào đãi người tiếp vật Nói theo Phật Pháp Người ấy có tính, có giải, có hạnh, có chứng Tự mình đã đạt tới giai đoạn có thể dạy người Lợi dụng khoa học kỹ thuật cao Truyền hình vệ tinh, mạng internet Trong xã hội có một băng tầng tốt đẹp dường ý Dạy học chẳng gián đoạn suốt 24 tiếng đồng hồ Làm như vậy suốt một năm Toàn thể thế giới đều nảy sinh những sự biến hóa Biến thành tốt đẹp Tôi tin tưởng, dựa vào đâu mà tin tưởng Cậy vào thí nghiệm đã làm trong 3 năm tại thang trì trong quá khứ Chúng tôi dùng một tiểu trấn Cư dân trong tiểu trấn ấy là bốn dạng 8.000 người Chúng tôi thực hiện đệ tử quy Để xem thử có làm được suôn sẻ hay không Thực hiện thí nghiệm nhỏ nhạc ý Chúng tôi dùng một món trong ba cội gốc do nho thích đạo để thí nghiệm Không ngờ chưa đầy bốn tháng Tiểu trấn ấy đã dấy lên sự biến hóa rất lớn Khiến cho người ta được mở rộng tầm mắt Chúng ta cảm nhận được Chứng tỏ câu nói của cổ Thánh Tiên Hiền Nhân Chi Sơ Tánh Bổn Thiện Khiến cho chúng ta đích thân tận mắt thấy nhân dân dễ dạy dường ấy chỉ dạy một thứ trong ba cội rễ của văn hóa truyền thống mà hiệu quả đã to ngần ấy nếu cả ba cội rễ đều dạy Hiệu quả sẽ to hơn nhiều Khi ấy Các giáo viên dạy học của chúng tôi gồm 37 người Vì vậy tôi nghĩ Nếu quốc gia có thể bồi dưỡng năm sáu chục giáo viên như vậy Họ thật sự thực hiện Tức là đối với ba món căn bản Của Nho Đạo Thích Đều làm được hàng ngày dạy trên đài truyền hình Chính mình có nơi chốn thực nghiệm quý vị đến đó xem đích thân đến đó học tập trong một năm xã hội an định thiên hạ đại trị qua nhiều năm học tập tôi đã nhìn thấy hiểu rõ chúng tôi chẳng đủ điều kiện muốn tìm một nơi để thực nghiệm nhưng tìm chẳng ra Cuộc thực nghiệm tại Trang Trì đã làm suốt 3 năm Rất khó có Đến cuối cùng vẫn phải giải tán Nhưng hiện thời tại các Long Ba của Mã Lai Họ tiếp tục thực hiện Hiện thời đã bồi dưỡng huấn luyện đến lần thứ ba Nếu thực hiện thành công sẽ ảnh hưởng cả thế giới quý vị thật sự nêu gương sau đây để cho những giáo viên đó lên đài truyền hình quốc gia giảng giải đề xướng giáo dục toàn dân trong cả xã hội Chánh phủ Mã Lai rất muốn làm theo kiểu ấy Tôi tin họ sẽ có thể thực hiện thành công Có người có thiện hạnh Thiện hạnh có nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn Trong tôn giáo thường nói là Được chư thần phù hộ Sẽ có thể làm chuyện ấy viên mãn làm thành công vì chân lý vĩnh hằng không thay đổi nên gọi là như đúng lý mà nói những điều ngài nói hoàn toàn tương ứng với đạo lý ấy chẳng hề trái nghịch nên gọi là thị đấy là ý nghĩa chân thật của hai chữ như thị Đó là cách giải thích thông thường Vì câu đầu tiên trong tất cả các kinh Phật Là như thị ngã văn Cách nói ấy thích hợp tất cả các kinh điển Tiếp sau đó Cổ Hoàng viết Kim y bổn kinh Chúng ta giảng hai chữ như thị trong kinh này như thế nào Ngẫu ích đại sư viết Ngẫu ích đại sư là người cuối đời minh đầu đời thanh Ngài sanh vào năm cuối Thời dạng lịch nhà Minh viên tịch vào đời thanh Là tổ sư đời thứ 9 của tịnh Độ Tông Đời thứ 8 là liên trì đại sư Qua trước thuật của Ngài Chúng ta thấy thuở trẻ Ngài vô cùng bội phục liên trì đại sư Hết sức tôn kính Mong học theo liên trì đại sư Liên trì đại sư đã giảng sanh Nhưng những trước tác của liên trì đại sư vẫn còn đó Này chúng ta thấy liên trì đại sư toàn tập Bộ sách này hãy còn Tổ ngẫu ít bàn học theo bộ sách ấy Nương theo trước tá của Liên Trì Đại Sư để học tập Làm học trò của Liên Trì Đại Sư Giống như Mạnh Tử ở Trung Quốc vào thời cổ Mạnh Tử ngưỡng mộ Khổng Tử Muốn học theo Khổng Tử, Khổng Tử đã khuất bóng. Nhưng trước tác của Khổng Tử hãy còn. Ngài bèn tự học tập theo trước tác của Khổng Tử. Chỗ nào không hiểu bèn hỏi học trò của Khổng Tử. Ngài thật sự học thành công. Đó gọi là tư thuộc đệ tử. Ngài học vô cùng giỏi. Quý vị thấy Trung Quốc nói Khổng Mạnh có thể thấy được thành tích học tập của ngài chúng ta biết trong các đệ tử của khổng tử có tăng tử quý vị đọc luật ngữ thấy nhiều chỗ đề tăng tử nói những chỗ do khổng tử nói sẽ ghi là tử thuyết những học trò của khổng tử thuở ấy đều thua mạnh tử tư thuộc đệ tử cũng có thể vượt trội những học trò do đích thân khổng tử giảng dạy xuất loại bạc tụy ngày nay hệ nói đến nho giáo người ta nói khổng mạnh chẳng nói khổng tăng chẳng nói khổng hữu mạnh tử đã thành công ngẫu ích đại sư là tư thuộc đệ tử của liên trì đại sư trong phật môn quả thật thành tựu của ngài cũng vượt trội những học trò do chính liên trì đại sư dạy bảo thuật ấy trong số các môn đệ của Tổ Liên Trì Chẳng có ai sánh bằng ngài ngẫu ít Do vậy nhìn từ những trường hợp ấy Đúng là sư phụ lãnh tấn môn Tu hành tại cá nhân Có thành tựu hay không Chẳng liên quan đến thầy cho lắm Mà vấn đề ở chỗ quý vị khéo học Tức là quý vị biết học Câu thường xuyên được nói trong tông môn là hội ma Câu ấy có ý nghĩa rất sâu Thật sự biết học Không chỉ học giống như khổng mạnh Mà có khi còn vượt trội Học trò giỏi hơn thầy Cổ nhân đã nói Thanh xuất ư làm Nhi thắng ư làm Đây là học trò vượt trội thầy Do biết học chẳng biết học thì thầy dạy bảo quý vị hàng ngày, quý vị vẫn chẳng thể thành tựu. do vậy chữ hội này có quan hệ khá lớn. thế nào mới là hội? à thật sự hiểu thì nói thật ra sáu chữ đã gồm trọn. Thật thà, nghe lời, thật sự hành Người ấy là người biết học Quý vị phải biến những thứ đã học thành cuộc sống của chính mình Chẳng hạn như ngủ luôn giảng về quan hệ Quý vị hiểu rõ Biết tôn ti trên dưới Đối với bậc trưởng thượng phải tôn kính Đối với kẻ dưới phải yêu thương Phải làm được như thế Làm những gì? 12 chữ Tất cả đức hạnh Ngũ luân tứ duy bác đức Của Trung Quốc Được gom chung lại thành 12 chữ Hiếu đệ trung tính Lễ nghĩa liêm sĩ Nhân ái hòa bình 12 chữ ấy được hoàn toàn biểu hiện trong cuộc sống Công việc xử sự đãi người tiếp vật tức là quý vị đã hiểu quý vị học theo thánh sẽ là thánh nhân học theo hiền sẽ là hiền nhân chọn chẳng kém cổ thánh tiên hiền mà cũng có thể là quý vị sẽ vượt trỗi họ quý vị học phật có thể thành phật học bồ tát có thể thành bồ tát Chứ gì phải biết Phật Bồ Tát là thuộc ngữ trong Phật Môn Nghĩa là gì? Phật là tiếng Ấn Độ Dịch sang nghĩa tiếng Hán là giác ngộ Phật nghĩa là gì? Phật là người giác ngộ Giác chứ không mê Người ấy được gọi là Phật Có ý nghĩa hoàn toàn tương đồng Với chữ Thánh của Trung Quốc Thánh là người hiểu rõ, thông đạt. Thấu suốt hết thảy sự lý, người ấy được gọi là Thánh Nhân. Vì thế, Phật và Thánh rất gần gũi. Thuệ vì sao dịch kinh chẳng dùng chữ Thánh để dịch chữ Phật, mà vẫn giữ nguyên âm gốc. Phật bao hàm những ý nghĩa rộng và sâu hơn Thánh. Tại Trung Quốc chẳng tìm được chữ nào thích hợp. Vì thế dịch âm rồi giải thích thêm Vì Phật được dịch là giác Thì trong giác lại có ba thứ giác Có tự giác, giác tha và giác hành viên mãn Chẳng tìm được chữ nào tương ứng với những ý nghĩa ý tại Trung Quốc Trong chữ Phật có ý nghĩa trí huệ Nhưng cũng chẳng có cách nào dùng chữ trí huệ để dịch chữ Phật Vì trí huệ của Phật có ba loại Nhất thiết trí, đạo dụng trí và nhất thiết dụng trí chữ trí huệ của trung quốc chẳng qua những ý nghĩa ấy vì thế chữ phật hàm nghĩa sâu rộng hơn chữ thánh nhưng ý nghĩa rất gần gũi quý vị hiểu ý nghĩa ấy nó là danh xưng của học vị trong phật môn trong kinh đức phật đã nói rất hay hớ thầy chúng sanh vốn là phật hiện thời quý vị có phải là phật hay không phải trong mắt phật đúng là như vậy quý vị phản đối phật là phản đối chính mình phản đối điều gì nơi chính mình phản đối sự giác ngộ của chính mình nói cách khác quý vị chẳng muốn giác ngộ chẳng phải là đã biến thành kẻ hồ đồ ư ừ. quý vị có mong là một kẻ hồ đồ hay chăng hay là mong là một người có trí huệ phật là người có trí huệ Quý vị vốn là Phật sao vũ vũ Vì sao chẳng thể giác ngộ mà bị mê hoặc Vì như Đức Phật đã giảng Quý vị bị mê mất tự tánh Sau khi đã mê bèn nảy sanh tự tư tự, tự, tự lợi Tự tư tự, tự, tự lợi mở rộng ra Nhất định sẽ là đuổi theo tiếng tâm Lợi dưỡng Khởi tâm đồng niệm tổn người lợi mình Đấy là sai lầm quý vị vốn khởi tâm đồng niệm là vô ngã lợi ích chúng sanh này quý vị đang mê quý vị phải biết vô ngã khởi tâm đồng niệm lợi ích chúng sanh hết thảy hành vi cũng nhằm lợi ích chúng sanh đó chính là bổn lai diện mục của quý vị tại trung quốc mao chủ tịch có nói toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ người làm được như vậy là phật phản đối phật là phản đối toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ chẳng phải là có ý nghĩa như thế hay sao do vậy quý vị phải hiểu thấu suốt rõ ràng thì mới được nếu không sẽ là lời đùa bỡn phật là gì chẳng biết ngỡ phật là thần oan uổng lớn tay trời ngỡ bồ tát là thần có hỏng bét hay là không trong phật giáo chẳng có thần trong tôn giáo mới có thần phật giáo chẳng phải là tôn giáo trong phật giáo chỉ có hai thứ quan hệ một là thầy hai là trò bồ tát là học trò a la hán là học trò chúng ta cũng là học trò bồ tát và a la hán đã đạt được quả vị giống như đi học trong nhà trường người nào đạt được học vị thạc sĩ thì là bồ tát đạt được học vị học sĩ thì là a la hán chúng ta học trong nhà trường chưa đạt được học vị nói cách khác chúng ta học tiểu học học trung học phải học đại học mới có học vị phật bồ tát la hán là những danh xưng học vị học vị tối cao là phật đà tương đương học vị tiến sĩ mỗi cá nhân đều có thể đạt được ai nấy đều có thể thành phật giống như trung quốc nói ai cũng đều có thể thành thánh nhân có ý nghĩa như vậy đó học phật chẳng có mảy may mê tín hết sức đáng tiếc hiện thời khá nhiều đệ tử phật môn bất luận xuất gia hay tài gia chẳng thể hiểu rõ hay nói rõ về phật pháp Điều này thật đáng tiếc. Nếu tôi không gặp ba vị thầy tốt đẹp, là thầy Phương, chương gia đại sư, và lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, chắc chắn là chúng tôi mê tín nhất định chẳng chịu nhập phật môn vì sao chẳng biết gì về phật môn gặp được ba vị ấy giảng giải rõ ràng minh bạch phật pháp chúng tôi mới thật sự phát tâm thật sự tình nguyện học tập nền giáo dục của đức phật biết đây là một môn đại học vấn đức phật dạy những điều gì nếu nói theo cách bây giờ chẳng ngoài năm hạng mục sau đây đức phật dạy chúng ta luân lý đạo đức nhân quả triết học và khoa học năm môn công khóa đều đạt đến tột đỉnh đạt đến rốt ráo viên mãn những thứ tốt đẹp dân ý đã gặp gỡ mà không chịu sốt sắng học tập Quý vị nói có phải là đáng tiếc lắm hay chăng Nghiêm túc học tập chẳng phí ổn sanh trong nhân gian lần này Lần này đến đây có ý nghĩa, có giá trị Cổ nhân Trung Quốc nói Triêu văn đạo tịch tử khả hỷ Học Phật nhất là học tập Đại Thừa Đối với câu nói này rất bội phục vì sao? Trong Phật Pháp Tất cả toàn bộ những vấn đề của bản thân chúng ta Đều được giải quyết Thân tâm tự tại Đúng như Thầy Phương đã nói Là sự hưởng thụ cao nhất trong đời người Tôi còn thay đổi câu ấy thành Phước báo khôn sánh Phước báo lớn nhất trong đời người Ngẫu Ích Đại Sư nói y thật tướng lý niệm phật cầu sanh tịnh độ quyết định vô phi giết thị ngẫu ích đại sư nói câu này hoàn toàn quy về pháp môn tịnh độ y thật tướng lý niệm phật câu này khẩn yếu mấu chốt ở ngay trong câu này này chúng ta niệm phật chẳng phải là nương theo lý thật tướng vì sao chúng ta niệm Phật chẳng thể thành tựu? Chuột lấy sự chán ghét của người khác Họ nghĩ quý vị đang làm chuyện mê tín. Không thể trách người khác Bản thân chúng ta nương theo tập khí phiền não Niệm Phật cầu sanh tịnh độ Làm sao có thể giảng sanh cho được Không thể được quý vị <laughs> niệm phật nhằm mục đích nào quý vị hãy suy xét tuyệt đại đa số là vì thăng quan vì phát tài nên cầu phật bồ tát phù hộ chẳng phải là cầu sanh tình độ động cơ niệm phật của kẻ ấy chẳng thanh tịnh mục đích niệm phật của người ấy trái ngược với phương hướng mà phật pháp đã giảng làm sao có thể thành tựu cho được? Phật Bồ Tát không thể nào phù hộ quý vị thăng quan phát tài, chẳng có lẽ ý. Vậy là quý vị đi tìm thần thánh để cầu xin. Thật ra thần thánh cũng chẳng thể thật sự phù hộ quý vị. Lừa gạt quý vị đó thôi. Quý vị nghe lừa, chẳng nghe lời khuyên, chẳng có cách nào hết. Nhưng quý vị mong thăng quan phát tài Phật thật sự giúp đỡ vì sao Quý vị muốn được quả báo ý Quả ác qua nhân Đức Phật biết nhân Có thể giảng đạo lý ấy rõ ràng Giảng rõ phương pháp Quý vị nương theo lý luận và phương pháp ấy để hành Quả báo có thể hiện tiền Điều ấy gọi là Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng Thật đấy Cầu phước báo đắc phước báo Cầu thông minh trí huệ được thông minh trí huệ Cầu trường thọ được trường thọ Cầu con cái được con cái Đúng là hữu cầu tức ứng Năm xưa chương gia đại sư dạy tôi đạo lý này Ngài nói rất rõ ràng Anh hãy học tập đúng lý đúng pháp vẫn do chính anh tu nhân đắc quả báo đức phật chỉ có thể chỉ dẫn quý vị trên phương diện lý luận và phương pháp vẫn phải do chính quý vị làm nếu bản thân quý vị không làm sẽ chẳng đạt được bởi lẽ ông tu ông đắc ba tu bà đắc chẳng tu chẳng đắc đức phật nói như thế chẳng phải là mê tín Mục đích của người niệm Phật là muốn cầu sanh về thế giới cực lạc Quý vị nhất định nương theo lý thật tướng Lý thật tướng là gì? Ba điều kiện trong pháp môn tịnh tông Tức tính nguyện hành Chúng ta thấy người tu tịnh độ Có mấy kẻ thật sự trọn đủ ba điều kiện ý Mỗi cá nhân đều nói tôi tin tưởng tôi phát nguyện thật ra quý vị chú tâm phản tỉnh sẽ thấy lòng tin của quý vị chẳng phải là chân tính quý vị tiếp xúc tiếng tâm lời dưỡng của thế gian vẫn còn bị động tâm tham luyến tức là tính chẳng thật nguyện chẳng thật chẳng phải là chân tính thiết nguyện do vậy quý vị niệm phật nhiều năm mà chẳng có cảm ứng gì đến cuối cùng bèn chẳng tin tưởng vấn đề này chẳng phải do thích ca mâu ni phật mà cũng chẳng do kinh điển mà do công phu của chính chúng ta không đủ bản thân chúng ta hiểu làm kinh điển chẳng lý giải chính xác hiểu biết nữa rồi tu mù luyện đuôi dần khiến cho chư phật và kinh điển bị oan uổng quý vị nói xem tội lỗi ấy có nặng lắm hay chăng trong phần sau cụ hoàng niệm tổ có giải thích ba câu nói ấy của đại sư chúng ta xem lời giải thích của cụ hoàng cái thật tướng diệu lý Chỉ thị đương tiền nhất niệm Tâm chi tự tánh Câu này giảng rất hay Tự tánh của nhất niệm chẳng dễ hiểu Chúng ta cùng nhau học tập một thời gian dài Nghe câu nói ấy sẽ chẳng thấy khó hiểu Vì sao? Kinh quan Nghiêm đã giảng đã, đại rõ, đại. rõ ràng nhất niệm tâm là gì? Là như Sắc Hoàng Nguyên Quán đã nói 4 Tự tánh thanh tịnh viên minh thể Đây là nhất niệm tâm à, Dùng tâm ý để niệm Phật Quả bao sẽ rất thù thắng à, Đây chính là như trong tịnh tông đã nói Nhất à, niệm nhỉ? tương ứng nhất niệm Phật Niệm niệm, niệm tương ứng niệm niệm Phật Chẳng giả tí nào Quý vị và cực lạc thế giới a di đà Phật liên kết Thật sự thông suốt Quay trở lại suy nghĩ Này chúng ta đang dùng tâm gì? Dùng tâm vọng tưởng Tâm tạp loạn Cái tâm ấy quá nhiều ý niệm Nhất niệm là định Chẳng có tạp niệm nào tức là như đại thế chí bồ tát đã yêu cầu nhíp trọn sáu căn tình niệm tiếp nối trong câu này đại thế chí bồ tát nói tám chữ ha có lẽ nào chẳng thành tựu nhíp trọn sáu căn là buông dòng tưởng phân biệt chấp trước xuống đấy gọi là nhíp trọn sáu cây tình niệm tiếp nối là ý niệm thanh tịnh, tịnh niệm là gì? Chẳng hoài nghi, chẳng xen tạp là tịnh. đấy là nhất niệm tâm. Rời khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước là tự tánh. trong tự tánh không có những thứ ý. tương kế là chẳng gián đoạn, niệm niệm chẳng gián đoạn. Đây là như thị ngã dân Phi sanh phi diệt Vô khứ vô lai Trạm nhiên thường trụ Cố danh viết như Mấy câu này do cụ niệm tổ nói Tâm này chẳng phải là tâm sanh diệt Chẳng có đến đi Là nhất niệm ngay trong hiện tại Trạm nhiên thường trụ Thường trụ là chân tâm Trụ là định Niệm Phật Tam Muội Niệm niệm đều là một câu A-di-đà Phật Niệm niệm là tâm thanh tịnh Niệm niệm chẳng có vọng tưởng phân biệt chấp trước Quý vị tương ứng với như Y thử tâm tánh niệm Phật Cầu sanh tịnh độ Năng niệm Thị thật tướng tâm Sở niệm Thị thật tướng Phật Sở sanh thị thật tướng độ Hàm dị thật tướng chánh ấn chi sợ ấn của đại sư viết quyết định vô phi viết thị mấu chốt trong mấy câu này là tâm thật tướng tâm thực tướng là chân tâm năng niệm là chân tâm sở niệm là chân phật phật do đâu mà có phật do tâm quý vị hiện duy tâm sở hiện Trong phần khai thị của hệ niệm Phật sự Thiền sư Trung Phong đã giảng về A-di-đà Phật Hai câu ấy rất trọng yếu Hoàn toàn giống như lời giảng ở đây A-di-đà Phật tức thị ngã tâm Tâm ta là A-di-đà Phật Năng niệm là tâm thật tướng Chân tâm a di đà Phật tâm quý vị hiện Duy tâm sở hiện Quý vị thấy trong mối quan hệ luân lý Nó có cùng một thể với quý vị Độ là gì? Thế giới cực lạc Thiền sư Trung Phong nói Thử phương tức tịnh độ Tịnh độ tức thử phương Thế giới cực lạc ở nơi đâu? Ở ngay nơi đây Quý vị là chân tâm Sẽ thấy thế giới này là tịnh độ Quý vị có vọng tưởng phân biệt chấp trước Sẽ thấy thế giới này là ế độ Cảnh chuyển theo tâm mà Chân tướng thật sự này được các nhà khoa học lượng tử hiện thời phát hiện Họ bảo cho chúng ta biết Chúng ta đối với địa cầu sanh khởi tính tâm khôn sánh Chúng ta có thể cứu vớt địa cầu Cứu vớt bằng cách nào? Quý vị chuyển biến tâm thái Địa cầu sẽ chuyển biến Hiện thời trên địa cầu có lắm bệnh tật như thế Là do tâm thái của chúng ta không bình thường Trái nghịch tánh đức Cũng là như người Trung Quốc đã nói Người Trung Quốc gọi tánh đức là hiếu đệ trung tính Quý vị bất hiếu, bất đệ, bất trung, bất tính Chẳng có lễ nghĩa liêm sĩ Vô lễ, vô nghĩa, vô liêm, vô sĩ Nhân ái hòa bình cũng không có Cho nên địa cầu nảy sanh vấn đề Nếu chúng ta đổi lại 12 chữ ấy thấy đều làm được Chứ địa cầu này sẽ chẳng có tai nạn gì Thật đấy chẳng giả tí nào Thân thể chúng ta có bệnh Quý vị thấy Thầy Lan Bành Hâm nói bệnh do đâu mà có Quý vị trái nghịch nhân nghĩa lệ trí tính Bất nhân bất nghĩa Vô lễ vô tính Cho nên ngũ tạng lục phủ có bệnh Nếu quý vị giác ngộ Buông xuống những thứ trái nghịch tự tánh Nâng cao tánh đức tức là ngũ thường nhân nghĩa lệ trị tính quý vị thật sự có thể làm được những tế bào bị bệnh bên trong thân thể sẽ khôi phục bình thường rất nhanh chóng khôi phục bình thường là khỏe mạnh có cần dùng đến thuốc men hay không không cần chính mình có thể tự điều trị chuyện này là thật chẳng phải giả quý vị thấy hiện thời có nhiều người bị ung thư Bệnh viện bó tay Hết cách Tuyên bố người bệnh chỉ có thể sống tối đa 3 tháng Nhưng người ấy gặp văn hóa truyền thống Hiểu đạo lý này Điều chỉnh tâm thái Sau 3 tháng đang làm bệnh Kiểm tra lại chẳng còn nữa Kỳ tích phát sanh Chẳng kỳ quái một tí nào Kỳ tích ở chỗ nào Là đạo lý gì Thử thầy các pháp sanh từ tâm tưởng tâm tưởng thuần chánh sẽ khỏe mạnh trương thọ tất cả bệnh tật sẽ khôi phục bình thường chẳng phải là mê tín cổ nhân bảo chúng ta như vậy mà trong kinh điển đức phật cũng dạy chúng ta như vậy rất khó có Chúng ta rất cảm kích Cận đại các khoa học gia ngành lượng tự cũng nói như vậy Điểm mấu chốt là quý vị có thể tin tưởng hay không Tính di đạo nguyên công đức mẫu Mấu chốt ở chữ tính này Chân tính chẳng hoài nghi một tí nào sẽ khôi phục Các tế bào bị bệnh sẽ khôi phục bình thường vì sao do hết thảy các pháp sanh từ ý niệm các nhà khoa học lượng tử cho biết tế bào là vật chất tế bào khỏe mạnh là vật chất virus cũng là vật chất chẳng phải là thứ gì khác vật chất nghe theo ai nghe theo ý niệm vì thế ý niệm của chúng ta cải tà quy chánh toàn bộ những tế bào trong ấy sẽ khôi phục bình thường Thuần tịnh, thuần thiện Quý vị là thân kim cang bất hoại Phật có thể chứng đắc Mà chúng ta cũng có thể chứng đắc Thứ gì là cội nguồn của tật bệnh Tham sân si Còn thêm ngạo mạn Trở thành bốn thứ là tham sân si mạng Đấy là cội nguồn của tất cả hết thảy bệnh tật Để chuyển biến tế bào khỏe mạnh thành tế bào bệnh tật là do bốn thứ ấy <laughs> vì thế đức phật dạy chúng ta xuyên tu giới định huệ dứt diệt tham sân si đối với chính mình mà nói sẽ khỏe mạnh trường thọ hạnh phúc vui sướng quý vị thật sự có thể làm được gia đình quý vị mỹ mãn sự nghiệp thuận lợi sống ở nơi nào quý vị có thể cảm hóa nơi ấy Nơi ấy hòa hài Chẳng gặp tai nạn Thật sự làm được Chẳng phải là không làm được Vì thế Phải dùng chân tâm Tâm thật tướng là thật tướng Phật Là tự tánh di đà Thế giới cực lạc là thật tướng độ Duy tâm tình độ Đều được chánh ấn thật tướng in vào Câu này là tỷ dụ Từ thời cổ người Trung Hoa dùng ấn chương để thể hiện sự tín nhiệm Con dấu biểu thị chữ tính Ở đây con dấu là thật tướng chánh ấn Không có gì chẳng phải là thật tướng nó hoàn toàn tương ứng với thật tướng hoàn toàn tương ứng vì thế ngẫu ích đại sư nói quyết định không sai là thị chúng ta học như thị đến đây tiếp đến là nói về ngã văn ngã văn giả văn thành tựu tức là văn thành tựu trong sáu món thành tựu a nam kết tập pháp tạng thời tự ngôn như thị pháp môn Ngã Tùng Phật Văn Đây là nói rõ Ngài lên tòa Phước Giảng Chẳng phải do chính Ngài nói Mà do nghe Đức Phật đã nói như vậy Ngã là chính mình Văn là tôi đích thân nghe Bảo đại chúng như vậy hồng chân tính trong hết thảy các việc học tập Và tu hành thuộc Phật Pháp Điều này vô cùng trọng yếu Theo lịch sử Trung Quốc ghi chép về Phật Pháp Thích Ca Mâu Ni Phật nhập diệt Cũng là đã qua đời Cho đến nay là 3037 năm Lịch sử Trung Quốc ghi chép như vậy Ngài nhập Việt năm thứ 53 đời châu một dương, tính từ khi đó cho đến nay là 3037 năm. Đương nhiên người ngoại quốc cũng có căn cứ. Họ nói năm nay là năm thứ 2554 kể từ khi Đức Phật nhập Việt Trung Quốc và ngoại quốc ghi chép gần như sai lệch 600 năm Chúng ta chớ nên bận tâm đến điều này Đừng nên phân biệt chấp trước Nói chung tối thiểu Thích Ca Mâu Ni Phật cách chúng ta 2.500 năm trở lên Theo cách ghi chép của người Trung Quốc Trong quá khứ những vị đại đức trong Phật môn Trung Quốc Kể cả Lão Hòa Thượng Hư Dân Và những vị đại đức thời đầu dân quốc Đều dùng cách ghi Phật lịch Theo niên đại của Trung Quốc Tức là 3077 năm Đều dùng lối này Thời gian lâu dài như thế những vị đại đức hoàng pháp và hộ pháp trải các đời đặc biệt là những vị hoàng pháp giảng kinh giáo học họ bồi dưỡng học tập thành công như thế nào toàn là học theo kiểu của ngài an an phải biết điều này tức là đều do giảng tiểu tòa mà thành công Tôi đến Hương Cảng Giảng Kinh lăng Nghiêm lần đầu. Suốt bốn tháng. Lần đầu tiên tôi ở đó bốn tháng. Vào năm 1977. Hơn ba mươi năm trước đây. Nhằm lúc Pháp Sư diễn bồi ở nơi đấy. Tôi và Ngài đã quen biết tại Đài Loan. Các Ngài có một chiếc xe bus. Đi ngoạn cảnh hương cảng, Mời tôi đi cùng Chúng tôi ngồi cùng một chỗ Ngài nhắc tới các Pháp Sư Hoàng Pháp Nói tới Phật học viện Vô cùng cảm khái bảo Phật học viện không đào tạo nổi nhân tài Vào lúc ấy còn có những vị Đại Đức Giảng Kinh Thấy đều xuất thân từ Giảng Tiểu Tòa Ngài chỉ tôi kể cả ông nữa Đúng vậy chúng tôi là giảng tiểu tòa Là phức giảng Phức giảng do Ngài Anan -an khởi đầu Ngài Anan -an lên tòa giảng kinh Hoàn toàn là phức giảng lời dạy Của Thích Ca Mâu Ni Phật Chẳng thể thêm vào đó Một tí ý kiến nào của chính mình Cổ nhân giáo học rất nghiêm ngặt Chính mình có ngộ sứ Quý vị chẳng thể giảng Những gì thuộc về ngộ sứ ấy mà vẫn phải giảng theo lời thầy. Vì sao? Huấn luyện định lực và sự khiêm hư cho quý vị. Cũng là quyết định không thêm một chữ nào vào lời giảng của thầy. Đây là gì? Thật thà nghe lời tới khi nào mới có thể nêu tỏ ý nghĩa của chính mình khi chính mình đã có ngộ sư khai ngộ trước khi chính mình khai ngộ quyết định tuân thủ lời thầy dạy trước kia nghiêm ngặt như thế đó do vậy đời nào cũng xuất hiện cao tăng cao nhân phương pháp ấy hay lắm nhưng trong hiện thời dân chủ cởi mở tự do sẽ không thể hạn chế do vậy ít người xuất hiện trong đời này chẳng bằng quá khứ vì sao chẳng nghiêm ngặt như vậy nghiêm ngặt thì có lợi ở chỗ nào trong ấy có tam học giới định huệ hiện tại quý vị có thể tự do phù diện ý tưởng chính mình sưu tập tài liệu chứ giới định huệ chẳng có không có giới định huệ sẽ biến thành gì biến thành phật học biến thành học thuật khác hẳn trước kia hoàn toàn từ giới định huệ bồi dưỡng tánh đức của quý vị muốn thật sự phục hưng phật giáo vẫn phải dùng phương pháp cũ không dùng đến biện pháp cũ sẽ bồi dưỡng thành học giả chuyên gia giống như trong đại học hiện thời bồi dưỡng những tiến sĩ Đức hạnh thua suốt rất xa Đức hạnh là gì? Thật thà nghe lời Thật sự tu tập Họ chẳng có những đức hạnh ấy Ngài Nam nêu gương đầu tiên Mấy ngàn năm qua Đã bồi dưỡng Pháp Sư Giảng Kinh Bằng phương pháp này Bồi dưỡng theo cách nào? Pháp Sư Thăng Tòa Giảng Kinh Trong một giảng đường Có hai điều kiện để tuyển chọn Tức là hai điều kiện bắt buộc Đối với người học kinh để làm pháp sư giảng kinh Thứ nhất là có trí nhớ tốt Nghe xong một lần sẽ chẳng quên mất Thứ hai là có sức lý giải mạnh mẽ Đây là hai nguyên nhân cơ bản Không có hai điều kiện này Quý vị chẳng có cách nào học giảng kinh Không có cách nào học giảng kinh Thì cùng nhau học tập Để tương lai làm hộ pháp Chùa Miếu là một ngôi trường Người giảng kinh là giáo viên Người chẳng giảng, giảng kinh làm chức viên Lo liệu các chuyện hành chánh hàng ngày Trong nhà trường có hai loại người Là giáo viên và chức viên vì thế giáo viên nhất định phải hội đủ hai điều kiện này bất luận là giáo viên hay chức viên đức hạnh cơ bản giống như nhau chúng tôi gọi những đức hạnh cơ bản ấy là bốn căn cội tức là đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp lại còn có giới luật phải trì giới đây là khoa mục chung phổ biến mấy người học giảng kinh được thầy chọn ra ngồi ở hàng đầu tiên đối diện thầy họ ngồi ngay hàng thứ nhất hàng thứ nhất phải đảm nhiệm phức giảng nghe thầy giảng buổi này xong ngày mai quý vị phải nhắc lại lời thầy giảng hôm trước một lần không thêm vào ý nghĩa của chính mình thầy giảng như thế nào quý vị bèn giảng như thế đó thầy giảng trật quý vị cũng giảng trật cũng chẳng cần phải sửa cho đúng Hoàn toàn chiếu theo thầy Cổ nhân dùng phương cách này Trong quá khứ chúng tôi học giảng kinh Tại Đài Trung theo phương pháp ấy Thầy Lý giảng kinh một lần cho chúng tôi nghe Chúng tôi ghi nhớ Ngày mai chúng tôi phải giảng lại cho thầy nghe Hoàn toàn giống hệt Chẳng thể thêm thắt Có thiếu cũng chẳng sao Đã quên thì có thể chẳng giảng Nhưng chẳng được thêm vào ấy tôi theo thầy chiếm được một chút tiện nghi Tôi có trí nhớ tốt Có đủ hai điều kiện này Sức lý giải và trí nhớ rất tốt Tôi nghe một lượt Nói chung trong vòng một tuần Do trí nhớ mạnh mẽ Tôi có thể nhớ được 95% Tôi có năng lực ấy Vì thế tôi được thầy để mắt tới nếu không có năng lực ấy Quý vị chẳng có cách nào học được Mức độ thấp nhất là quý vị có thể nhớ được 70% thì mới có điều kiện học giảng kinh Nếu chưa đạt được 70% Chẳng có cách nào học tập Khi đó không có mấy ghi âm Đúng là phải cậy vào trí nhớ tốt Vì thế khá khó khăn Tôi theo thầy Lý 10 năm Học năm bộ kinh Quyết định tuân thủ quy củ Là môn hạ của thầy Chúng tôi luyện tập giảng kinh Tại Đài Trung Liên Xã Còn một nơi nữa là Chùa Linh Sơn Bọn học trò chúng tôi luyện tập giảng kinh Ở hai nơi ấy phức giảng quyết định nghiêm ngặt tuân thủ quy cổ tôi sang hương cảng giảng kinh lăng nghiêm tôi học bộ kinh lớn ấy từ thầy lý ngài giảng ba năm tôi cũng giảng ba năm phức giảng đã phức giảng kinh ấy một lượt trong tâm nắm vững người hương cảng mời tôi liền nhận lời nhưng giảng kinh ở Hương Cảng tôi có thể phát huy Cũng tham khảo chú giải các vị cổ đại đức Đấy là khế cơ Căn cơ Hương Cảng và Đài Loan khác nhau Vì thế trong học tập và chính mình vận dụng cũng khác nhau Học tập là cơ sở Nhất định phải chiếu theo quy cổ Theo nề nếp Chứ nên sai lầm thì căn cội của quý vị mới được dung bồi sâu xa Học giảng kinh theo lối phước giảng huấn luyện nhẫn nhục Chính mình có kiến giải gì muốn giảng nhất định phải nhẫn Thầy chẳng chấp thuận Chẳng phải là thầy hẹp hòi không cho quý vị phát biểu ý kiến Mà nhằm bồi dưỡng công phu định lực Và lòng khiêm hư cho quý vị Sợ nhất là ngạo mạn Nếu một người có mấy mây ngạo mạn thì xong rồi Giống như trong luận ngữ có nói Phu tử đã nêu tỷ dụ Như hữu châu công chi tài chi mỹ Sử kiêu khả lận Kỳ dư tác bất túc quán giả Quý vị muốn đạt được học dẫn ấy Thì điều ấy kỳ nhất Mấy may ngạo mạn sẽ quỷ sạch toàn bộ Do vậy quý vị áp chế điều gì Giăng ép tập khí ngạo mạn đối với chuyện bồi dưỡng thế hệ kế tiếp cổ thánh tiên hiền dụng tâm vất giả, do vậy có thể biết là chẳng dễ dàng thực sự quan tâm quý vị thực sự bồi dưỡng quý vị con người hiện thời thiếu phước nếu dùng chuyện này bó buộc họ họ sẽ cảm thấy tự do bị xâm phạm chẳng phục xong luôn do vậy thầy có thể dạy hay không chẳng thể dạy Chúng tôi ở Đài Trung gồm hơn 20 học trò theo thầy. Trong số đó chúng tôi biết có 3-4 người thầy hoàn toàn nghe theo họ. Chính họ thích như thế nào thầy bèn chiều theo như thế ấy. Chẳng hề chỉ trích, đối với những ai thật sự nghe lời thầy rất nghiêm khắc, có đánh có chửi. Chúng tôi cũng thấy sao mà thầy đối xử đặc biệt tốt với những đồng học khác, luôn cười hề hề. Tuy chúng tôi không nói ra Nhưng thầy nhìn ra thái độ của chúng tôi Tìm tôi cho biết Vì sao thầy đối xử tốt đẹp với những người ấy như thế Họ không chịu học Chẳng nghe lời Kẻ chẳng nghe lời không chịu học Quý vị chỉ trích hắn Hắn chẳng tiếp nhận Còn oán hận Cứ gì phải kết oán với kẻ khác Quý vị chịu học tôi bàn dạy Quý vị không chịu học được thôi Tùy ý dự thính Chúng tôi mới liễu giải dụng tâm của Thầy Lý Đấy là chỗ chúng ta phải học tập Quyết định chứ nên đắc tội với người khác Điều ấy quan trọng lắm Chịu học là chuyện của hắn Không chịu học cũng là chuyện của hắn Cần gì miễn cưỡng Trường học thời cổ có thể miễn cưỡng Vì sao? Cả xã hội đều yêu cầu như vậy xã hội hiện thời là tự do cởi mở xã hội chẳng đòi hỏi chúng ta phải tùy thuận thoái đời phải tùy thuận tâm tình thế gian Chỉ nên không biết điều này sau khi quý vị hiểu rõ cuộc sống xử sự, sự Đãi người tiếp vật của quý vị sẽ sống động hoạt bát, Chẳng khô khan tí nào Hiện nhân ưa thích quý vị Mà kẻ bất thiện cũng ưa thích quý vị Đó gọi là học Phật Đúng là Bồ Tát sở tài chi xứ Linh nhất thiết chúng sanh Sanh quan hỷ tâm Thật đấy Học Phật mà còn có chấp trước oán hận Lầm lẫn quá đổi Quý vị học Phật bằng cách nào? Đức Phật dạy quý vị đoạn tiền não Tăng trưởng Bồ Đề Chúng ta thấy Ngài An, An kết tập Pháp Tạng Như thị Pháp Môn Ngã Tùng Phật Văn Nhất định phải có ý nghĩa thâm mật trong ấy Chúng ta đã học tập Thì hãy vận dụng ngay trong cuộc sống Lại đọc đoạn tiếp theo Thánh nhân vô ngã Nhi Anan Nhưng tự xưng di ngã giả Bất hoại giả danh cố thánh nhân tu hành đến trình độ nào mới là thánh nhân vừa nhập môn tu đạo hoàng trong đại thừa thì như kinh hoa nghiêm đã nói địa vị sơ tính bồ tát trong thập tính bèn vô ngã là thánh nhân chúng ta thường gọi họ là tiểu thánh họ thật sự là thánh nhân vì sao đã đạt được vô ngã tiểu thánh phá tám mười tám phẩm kiến hoạt trong tam giới tám trong khi dạy học Đức Phật đã quy nạp chúng Thành năm loại lớn cho thuận tiện 88 phẩm kiến hoặc quá nhiều Quá rơm ra nên chia thành năm loại lớn Thứ nhất là thân kiến Tiểu thừa sơ quả Chẳng còn chấp trước thân là ngã Họ biết thân chẳng phải là ngã nên sẽ không chấp trước thân là ngã thân là gì thân là ngã sở hữu giống như quần áo quần áo chẳng phải là ngã mà là ngã sở hữu thân chẳng phải ngã mà là ngã sở hữu, thân ngã, ngã sở hữu. thấy thân giống như y phục cho nên gọi là tiểu thánh người bình thường sẽ không được phàm nhân nhất định chấp trước thân là ngã ngã là gì linh tánh là ngã chẳng phải là linh hồn nhưng linh tánh và linh hồn là một không hai linh hồn là mê linh tánh là giác ngộ linh hồn đã giác ngộ gọi là linh tánh linh tánh mê thì gọi là linh hồn linh hồn chẳng thoát khỏi lục đạo Linh tánh ra khỏi lục đạo Vừa thoát lục đạo luân hồi Tiểu thánh không có thân kiến Chẳng có biên kiến Chẳng có biên kiến là không có đối lập Những năm qua Chúng tôi tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc Thảo luận chủ đề Quá giải xung đột xung đột từ đâu sanh ra từ đối lập sanh ra nếu không có đối lập xung đột do đâu mà có do vậy quý vị phải hiểu trong phật môn không có đối lập mâu thuẫn hay xung đột người khác đối lập mâu thuẫn xung đột đối với ta ta đối với người ấy chẳng có đừng nên đòi hỏi người khác đối xử tốt đẹp với chính mình mà phải đòi hỏi ta đối đãi với người khác như thế nào Thì quý vị mới có thể thành tựu trong Phật Pháp Đòi hỏi người khác đối xử với ta như thế nào trật rồi Đó gọi là gì? Cầu Pháp ngoài tâm Biến thành ngoại đạo Phật Pháp cầu trong tự tâm Chẳng cầu ở bên ngoài Vì sao? Tâm có thể chuyển cảnh giới Thí dụ như người khác hủy bán, ừ. lăng nhục, ừ. hãm hại ta. À, kẻ chẳng học Phật bèn nói, đó là kẻ oan gia đối đầu của ta. À, ta đối phải trả thù hắn. Khởi đối lên ý niệm ấy. Này. Ý niệm ấy là sai lầm. Do chẳng biết tự và tha là nhất thể. Quý vị báo thù lần này oan oan tường báo, luân hồi trong lục đạo chẳng xong. Khổ chẳng thể nói nổi Trật rồi Người giác ngộ sẽ như thế nào Người giác ngộ biết ta và kẻ khác là nhất thể Kẻ khác hủy bán Làm nhục Tổn hại ta Là vì kẻ ấy mê chẳng giác Hãy nên tha thứ Chẳng có dấu vết gì Chẳng cần nói là tha thứ Dấu vết gì cũng không có Vẫn quan hệ đối với kẻ ấy Kẻ ấy là gì? Bồ Tát là Lại suy nghĩ sâu xa là... hơn Người ấy tạo lợi ích cho ta Là ân nhân của ta Kẻ ấy hủy bán ta Coi thử ta có phải là Chẳng khởi tâm động niệm hay chăng Ta chẳng khởi tâm động niệm Là ta được nâng cao Người ấy giúp ta nâng cao Ta đã vượt qua cửa ải khảo thí ấy Kẻ ấy hãm hại ta Ta chẳng có chút tâm oán hận nào Chư vị đọc kinh đại thừa thấy thích ca mâu ni Phật tu nhẫn nhục ba la mật Ngài được gọi là nhẫn nhục tiên nhân Gặp vua ca lợi các chặt thân thể Đó là chuyện thê thảm đau đớn dường ấy Thích ca Bồ Tát chẳng có mấy mây tâm oán hận nào Lại còn bảo vua ca lợi Trong tương lai tôi thành Phật sẽ độ bệ hạ đầu tiên Vì sao? Báo ân bệ hạ vì bệ hạ đối xử tử tế với tôi như vậy Khảo nghiệm xem tôi có tâm nhẫn nhục hay không Tôi có thể nhẫn Tốt nghiệp nhẫn nhục ba la mật Ải cuối cùng đã tốt nghiệp rồi Chịu nổi khảo nghiệm Phạm những ai đến khảo nghiệm đều là ân nhân tất cả hết thể các pháp thế gian và suốt thế gian hệ của hình tướng đều là hư vọng quý vị chấp trước chúng để làm gì sai lầm rồi Thể đều buông xuống ai cũng là người tốt chuyện gì cũng là chuyện tốt lẽ nào quý vị chẳng sanh tâm cảm ơn thật sự học phật đối với bất luận kẻ nào cũng đều cảm ơn kẻ ấy đối xử tốt với ta ta cảm kích kẻ ấy kẻ ấy đối xử xấu với ta ta cũng cảm kích kẻ ấy Đều là giúp ta nâng cao Người đối xử tốt với quý vị Chẳng tham luyến sự tốt đẹp ấy Sẽ đoạn gì? Đoạn tiền não Đoạn tham luyến tham ái Kẻ xử tệ với quý vị Quý vị đoạn sân khỏe Ở chỗ này tùy thuộc quý vị buồn xuống Tham sân si bao nhiêu Thật sự buồn xuống Giống như chẳng có chuyện ấy nếu quý vị hãy còn đôi chút oán hận, chẳng buồn xuống trong thuận cảnh còn quan hỷ đôi chút chưa buồn xuống mừng giận buồn vui yêu ghét ham muốn được gọi là thất tình ngũ dục đó là phiền não phải rèn luyện trong hoàn cảnh tức hoàn cảnh nhân sự và hoàn cảnh vật chất luyện tới mức chẳng sanh phiền não tâm bình khí hòa giống như trong tựa đề bản kinh này tâm thanh tịnh hiện tiền kẻ khác đối với quý vị tệ bạc như thế ư ừ, đại ân đại đức quý vị còn muốn trả thù bậc đại ân đại đức xong luôn vẫn phải tiếp tục luân hồi trong lục đạo khi nào sẽ có thể thoát ra khi nào gặp những chướng nạn gặp những khảo đảo tâm bình khí hòa sẽ có thể thoát ra vì vậy người tu hành sống ở đâu vĩnh viễn sống trong thế giới cảm ơn trong thế giới này chẳng ai đối với quý vị chẳng khởi tác dụng chẳng có ai không giúp đỡ thành tựu quý vị tùy thuộc quý vị có hiểu hay không có nhận biết hay không lần này tôi sang thăm ấn ni cũng gặp được một xí nghiệp gia nói chung kinh doanh khá lắm mời tôi dùng cơm hỏi tôi một vấn đề có kẻ gạt tiền ông ta Nói chung chẳng ít Ông ta hỏi tôi Có nên kiện kẻ ấy ra tòa để lấy tiền lại hay không? Tôi nói ông học Phật bao lâu? Hơn 10 năm Tôi nói nếu ông thật sự học Phật coi như chuyện ấy đã xong vì sao số tiền ấy tuy nhiều nhưng ông có tiền là một vị đại tài chủ đối với ông mà nói thì món tiền ấy chẳng thấm vào đâu cần gì phải so đo cần gì phải ghim trong lòng ông cũng chẳng phải là thiếu tiền xài cũng lại chẳng thiếu món tiền ấy kẻ ấy dùng cũng giống như ông dùng có gì khác nhau tôi coi thử ông ta nghe nói như vậy có hiểu hay không nếu ông ta hiểu sẽ là thật sự học Phật Nếu nghe mà chẳng hiểu Còn có oán khí dẫn đi thừa kiện uổng công học Phật rồi Phí hoài mười mấy năm học Phật Đấy là gì Trong khi bị khảo nghiệm công phu Quý vị chẳng thể buông xuống được Đến cửa ải ấy vẫn chưa buông xuống được Vẫn là giảm chân tại chỗ Học Phật chẳng tiến một bước nào vì thế nói tới vô ngã quý vị thấy điều kiện nhập môn là vô ngã không có đối lập không có thành kiến tiếp đó là kiến thủ kiến và giới thủ kiến người qua gọi hai thứ này là thành kiến không có thành kiến quý vị mới có thể tùy duyên điều cuối cùng là không có tà kiến tri kiến của quý vị rất chánh đáng Chẳng thiên lệch chẳng tà Chẳng thiên lệch chẳng tà là do học Phật Pháp mà đạt được Nương theo giáo huấn của Đức Phật để sống Làm việc, đãi người, tiếp vật chẳng có chuyện gì Vui sướng lắm Hạnh phúc lắm Nếu quý vị so đo với người khác Quý vị đáng thương lắm Phiền não vô lượng toàn là giả lục đạo luân hồi là giả mười pháp giới là giả cứ gì làm chuyện giả coi giả là thật đó là mê hoặc điên đảo sai lầm mất rồi hãy nên biết người thật sự tu hành là như cổ đại đức đã nói tác giả tu chân hết thảy đều là giả ta rèn luyện chính mình trong cái giả Rèn luyện sao cho giọng tưởng phân biệt chấp trước của mình đều sạch sành sanh Luyện tới mức nhất niệm bất sanh Tâm thanh tịnh hiện tiền là A-la-hán Tâm bình đẳng hiện tiền quý vị là Bồ-Tát Nếu chánh giác hiện tiền sẽ thành Phật Những tâm này đều nằm trong tựa đề kinh vô lượng thọ Chúng ta đọc tiếp Thật tướng vô tướng Khi anh an tự xưng là ta Chẳng hoại giả danh Bởi lẽ qua lại với người thế gian Mọi người đều nói ngã Nếu mình nói chẳng phải là ngã Mọi người sẽ nghĩ đầu óc ta có vấn đề Cho nên ta cũng nói ngã Nhưng ta nói ngã Ta biết nó là giả Chẳng thật Trọn chẳng chấp trước Khi quý vị nói ngã Bạn thật sự chấp trước Chẳng giống như ngài A Nan nói ngã ở đây. Do phải hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Thì mới có thể trao đổi ý kiến, thực hiện công cuộc giáo học. Do vậy Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian này cũng nói ngã. Các ngài hiểu thật tướng vô tướng, cố phi đồng ư phàm phu chi hữu ngã phàm Phú thật sự chấp trước thân này là ta. Phật Bồ Tát chẳng vậy. Thật tướng vô bất tướng. Chẳng phải là không có tướng vì nó hiển huyện tướng. Cố phi đồng ư nhị thừa chi vô ngã. Người nhị thừa là thanh văn, duyên giác. Họ thật sự chấp trước thân này chẳng phải là ta. Chấp trước thân vô ngã. Chẳng có cách nào trao đổi với người khác. Vì thế Bồ Tát rất hoạt bát Thông quyền đạt biến Bên trong không có ta Nhưng bên ngoài quý vị nói gì Ta cũng đều có thể tùy thuận Ta chẳng tranh cãi với quý vị Quý vị nói thân này là ta không sai Thân này là ta Đấy là Bồ Tát, là Đại Thừa Tiếp đó cụ giải thích A nan tùy thuận thế gian Giả danh vì ngã Vô quai ư đệ nhất nghĩa đế Đệ nhất nghĩa đế là vô ngã Đệ nhất nghĩa đế là tự tánh Trong tự tánh chẳng chấp trước ngã Chẳng có ý niệm về ngã Hữu quán kinh sớ dân Vô ngã tắc vô danh Không có ngã thì ai nghe Ai nói ai nghe Vô văn tắc quá đạo tuyệt Giáo học coi như xong Chẳng thể thành lập Vị truyền quá bất tuyệt Giả danh thuyết ngã Truyền là lưu truyền giáo pháp Giáo học của Thích Ca Mâu Ni Phật Giáo hóa chúng sanh Đời đời truyền cho nhau Nhất định phải giả danh Nói là ngã Phật Bồ Tát thị hiện trong thế gian này nếu chẳng thể hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Phật giáo sẽ đoạn việc Do vậy tiếp xúc với người đời Nhất định phải hàng thuận chúng sanh Họ nói ngã ta cùng nói ngã Chẳng có vấn đề dễ dàng trao đổi Thông quyền đạt biến Chứ nên không biết những chuyện này Bởi thế Phật Pháp là sống động chẳng khô khan chút nào lại xem chữ kế tiếp tức văn trong ngã văn văn giả nhĩ căn phát nhị thức văn là từ nơi tai sanh khởi nhị thức nên người ấy mới có thể nghe nhĩ căn là nhục thân nếu trong ấy chẳng qua nhị thức sẽ chẳng thể nghe Người đã chết Thần thức rời khỏi thân Tuy có tai nhưng chẳng thể nghe Vì thế nghe chẳng phải là tai nghe mà là thức Tức là nhị thức Kim bất dân nhị văn Nhi ngôn ngã văn Nghe quả thực là do tai Nhưng không nói tai nghe mà nói ta nghe Cái dĩ ngã tự thống thâu chư căng thức đẳng mắt thấy từ nhãn căng phát sanh nhãn thức quý vị mới có thể thấy nếu lục căng chẳng phát sanh các thức lục căng sẽ chẳng có cách nào khởi tác dụng khi thần thức rời khỏi thân thể lục căng được gọi là đã chết chẳng khởi tác dụng vì vậy dùng một chữ ngã là đã nói trọn sáu căn dĩ tổng đại biệt dĩ ngã đại nhĩ cố viết ngã văn dĩ thượng như thị biểu tính thuận tính thuận thầy tính thuận giáo huấn của thầy ngã văn biểu sư thừa những gì ta nói hoàn toàn là lời thầy đã nói Ta dân nhận những lời thầy dạy Ngã chi sở văn, dài thế tôn, kim khẩu sở tuyên Truyền thừa hữu tự, quyết phi tha thuyết Hoặc di ức tạo, dĩ chi chứng tính Đây là nói tới sự truyền thừa có căn cứ. Chúng ta học Phật, vị thầy bậc nhất là Thích Ca Mâu Ni Phật, đời đời cũng không trái nghịch. Quý vị nói tâm ý có sâu đậm lắm chăng? Hiện thời, rất nhiều học trò sau khi tốt nghiệp bèn quên tuốt thầy thậm chí đối với cha mẹ chính mình trưởng thành bèn độc lập cha mẹ cũng chẳng cần tới tại trung quốc còn đỡ hơn một chút tại ngoại quốc thật sự đều là như vậy trẻ nhỏ lớn lên thành tựu rời khỏi gia đình có khi suốt đời chẳng hề gặp lại cha mẹ chúng tôi ở mỹ rất nhiều năm khoảng chừng 15 năm người Mỹ là như vậy. Thỉnh thoảng gặp dịp lễ Tết còn cái gửi bưu thiếp hỏi thăm một lần cha mẹ nhận được vui sướng khôn cùng, con cái vẫn chưa quên bản ta. Khá nhiều người con cái đã rời đi, suốt đời chẳng có tin tức gì. Đấy là xã hội của họ. Tại Mỹ, 16 tuổi coi như đã thành niên. Nếu thiếu niên 16 tuổi bỏ nhà trốn đi, quý vị đừng tìm nó. Có tìm cũng vô ích. Quý vị tìm đến cảnh sát, cảnh sát nói, đã 16 tuổi rồi mà quý vị còn phải lo cho nó. Ừ, nó có thể tự lập. Cảnh sát cũng chẳng tìm cho quý vị. Vì vậy, ý vị tình người chẳng có. Chẳng biết phụng dưỡng cha mẹ. Chẳng biết tôn trọng thầy, gần đây nhất cũng có những bạn bè từ trong nước đến thăm tôi chúng tôi cho họ xem gia phả của chúng tôi gia phả là lịch sử gia đình vì sao người hoa ái quốc như vậy vì sao yêu quê hương đến thế nguyên nhân ở chỗ này người hoa có từ đường kỷ niệm tổ tiên đời đời chẳng quên gốc Câm tội rất sâu Người qua có lịch sử gia đình <laughs> Truyền thừa từ đời này sang đời kia Làm sao họ chẳng trân quý cho được à, Trong cách mạng gian quá Từ đường không còn Gia phả bị đốt Chúng tôi ở hải ngoại chẳng làm gì được Hằng ngày đọc tới chuyện ấy Nên làm như thế nào Từ đường bị quỷ cũng không sao Gia phả có còn hay không có còn ai giữ được hay không? Chúng tôi là người ở hải ngoại quan tâm chuyện này nhất Hỏi dò khắp nơi, nhiều năm chẳng có tin tức gì Hỏi người trong gia tộc họ cũng không biết Năm 2005, tôi đích thân về quê hương Gia tộc chúng tôi vẫn được coi là một gia tộc lớn ở quê nhà hãy còn một dạng năm ngàn người chưa rời khỏi Anh em trong họ rất nhiều Tôi hỏi mọi người Gia phả có còn hay không? Có ai biết hay không? Trong số ấy có người cho tôi biết hãy còn Tôi hỏi ở đâu? Trong nhà người ấy cứ sau lại về đến nhà anh Khi từ đường bị quỷ Người ấy lén lút đem gia phả giấu đi Giấu trong nhà không ai biết Mãi cho đến hôm tôi hỏi người ấy Người nhà của ông ta cũng chẳng biết Ông ta bỏ bộ sách ấy Trong một chiếc rương nhỏ Xếp dưới gầm giường Không ai biết Tôi nói bây giờ ông có thể lấy ra Không sao đâu Hãy lấy ra cho chúng tôi xem Gia phả gồm 37 quyển In theo lối khâu gáy bằng chỉ Chúng tôi như có được món quý báu nhất Mất đi bộ sách ấy thì sẽ chẳng còn cội rễ gì nữa Do vậy tôi yêu cầu mọi người Cho tôi in ra 300 bộ 100 bộ gửi đến thư viện các trường đại học nổi tiếng ở hải ngoại Họ sẽ bảo tồn Chẳng thể bị mất đi Truyền thừa Phật Pháp Từ Thích Ca Mâu Ni Phật cho đến các vị thầy trong mỗi đời Lịch Đại Tổ Sư Đại Đức đều có truyền thừa Đều biết do đâu mà có Chẳng phải do chính mình tùy tiện tưởng tượng Chẳng phải là như vậy Thật sự có chứng cứ Đó gọi là chứng tính Hôm nay đã hết thời gian rồi Chúng ta học tập tới đây Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật đạo Chúng Phật tử đạo tràng tình độ Nam mô A Di Đà Phật